Nghe rõ không bạn? Trong cái gọi anh cực. Đáng lẽ là không có lên đâu, bực mình đang buồn bực không có lên đâu, nhưng mà thấy cái thằng này nó lên ra mình lên nói chuyện một chút. Thì trước tiên thì mình mới nói với câu như vậy là tao không biết tụi anh nghĩ sao, chắc cái thằng này lên nó lai, nó là con lai, nhưng mà sao mặt này nó gian quá, dòm thấy nó gian dối cái gương mặt ấy, nó biểu hiện cho con người thầy thấy thằng này nó điểu cán mà thấy nó gian manh, cho nên ra ta cũng lên ta nói là được cỡ như nó thì không có, nó một cách ra là theo kiểu tụi bay nói là cái kêu không có trình, không có trình tao không được quyền nói những câu nói, chứ đừng nói ngồi nói là bởi vì mày lấy cái tư cách gì mà nói về Việt Nam. Cái điểm thứ nhất mà là mày nói vấn đề ông Kình thang kia thì cái chuyện thiệt mày mày sai hoàn toàn, cái chuyện đó là tòa án nhân dân gì đó đã xử xong tôi là cái vụ án đã khép lại rồi, không có, nói chung là mày không có quyền được quyền gì mày nói, mày chống chế mà nói là bậy tầm bạ không à. Để tao nói cho mày nghe, mày phải hiểu cái điều này chút. Quỳnh Thanh, Thanh Quỳnh vậy nè, có nghĩa là mày tầm cỡ mày thì không 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 được quyền phê phán, đừng là nói gì nó mệt lắm à, tại bởi vì mày muốn nói bể cho người trẻ để cho các lãnh đạo Việt Nam nghe được là mày phải hiểu là đồng cấp không, mày chỉ dùng biết cái chữ đồng cấp không, đồng cấp có nghĩa là đại sứ hoặc là tổng lãnh sự của Mỹ hoặc là của Anh, của Pháp mà nằm hiện giờ nằm đào nằm nằm trong cái thành phố Hồ Chí Minh hoặc là nằm ngoài Hà Nội phải làm một cái đơn kiến nghị, và trong đó nó có ghi một từ kính gửi là Cộng hòa xã hội Việt Nam, là kính đơn, lúc nào phải có chữ kính trên đầu, đừng nói cả cho tụi bay, rồi kính đơn là kính gửi rồi thôi, chứ không phải tại vì tụi bay mà bỏ chỗ mà bởi cái khổ tụi này thì nó không biết nó ở đâu, nó khổ vậy. Mày là người Việt phải không, đúng không, có hơi lai lai chút rồi chăm chế mà cái mặt mày nó gian quá tao chịu không có nổi, tao dồn mày mặt tao thấy ghét rồi, bữa nay là bị vợ chửi nha luôn á. Tao nói cho mày nghe nè, mày lo đi, mày về bển mày ở bên Cali thì mày lo, mày kêu mấy anh cha nghị viên á, với lại cái đám nó họp lại, tụi mấy đứa ở gần gần tao đi theo đi biểu tình ủng hộ những cái người bị đánh á, mày hiểu không, ở đây có tao cũng là dưới cựu lính Việt Nam Cộng Hòa, cái ông đó cũng là cựu trung tá bị quýnh vỡ mồm ở Đỗ Dũng lên đài nói đó, tất cả mọi người đều biết đó, những người bị những người châu Á mà bị bắn bị giết đó mà nên làm những cái chuyện thiết thực hơn mà gần gũi hơn, khỏi mắc công phải đi máy bay vé bay về, có người ra đây mình đi bộ ra tới là mình tập đoàn, mà cái điều quan trọng nhất là mày là người Việt, mày phải ủng hộ người Việt ở bên California để mà biểu tình chống đối lại những cái sự kỳ thị, thì đúng là dắt lầu bộ kho đó, đồ có y chang kia số 1 á. Rủ má mình thì rủ thước tất không bằng ai, trình độ không tới đâu, ăn nói thì lũng củng lãng cản, trước thì năn nỉ sau thì chửi, nói chung là thằng này là hồi mà đằng kháng cấu mà vô mặt rồi tao nói hồi nãy đó, nó gian kêu bằng gian không có chỗ nói nữa, thấy nó điểu 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 gian gian sao đâu tụi bay, tao thấy rõ ràng vậy đó, đáng lẽ tao không có lên, nhưng mà tại vì thằng này lên tao mới lên, tại vì thường thường cái thằng này thì nó gì nó nói là nó chấn chỉnh cái sai mà nó không biết sai chỗ nào, đúng với nó kỳ không, đúng quá. Tao thấy tao tức cười quá, nó mệt như vậy luôn á. À, thì nói đi nói lại thì thằng này thì nó không có đủ trình độ, nó giống cái kiểu như lớp 7, lớp 8 ở Việt Nam mình là giết chết này cứng nhắc là về lý lẽ về lý luận rồi đường lối rồi, nói chung là không có, thằng này không có cửa, lớp 7, lớp 8 thôi đừng nói lớp 10, lớp 10 nó cao hơn này quá xa rồi, cho nên bị thằng này không có cửa, không có tính này nữa chứ nó mệt lắm. Ok xong vụ Thanh Quỳnh rồi đó, rồi có thằng là ai hỏi gì chú không thì chú không hơn chú xuống. Rồi có bạn nào đặt cái câu Hỏi hỏi gì sau không? không thì mấy chú xuống thì coi có đó, mày cho nó lên nó hỏi đi, thằng quỷ mà không đại khái nó vô trong này làm giống kiểu vậy đó, mình vui vui thôi chứ thằng chắc này đâu có trình độ mẹ gì đâu, trời ơi khổ thiệt. Hiện nay là như thế này, có một cái câu hỏi em nói anh cầm như này, đấy là câu hỏi của Bang Vũ, chắc anh ở bên Mỹ thì anh biết Bang Vũ đúng không? Không. Bang Vũ trước kia ở Nga, sau đó sang Mỹ. Nhưng mà nói chung là Bang Vũ thì là cũng không có cực đoan mấy đâu, nhưng mà có một cái câu hỏi của Bang Vũ viết ở trong cái mà cái túc của em, thì Bang Vũ hỏi như này, tức là cái túc của em hôm nay, tức là cái chương trình của em hôm nay, tức là không có kẻ thù nào là kẻ thù vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn thôi, thì Bang Vũ có hỏi một câu như này, nếu biết là không có kẻ thù nào là vĩnh viễn vậy thì tại sao phải gây ra chiến tranh thưa anh?
ba hỏi chấm và cười và có thả mặt cười, và sau đó là thành bè bạn. Vậy sẽ phải trả lời thế nào đối với những người đã ngã xuống vì bảo vệ quê hương và thể chế đó? Ba hỏi chấm và có ba cái mặt cười. Được đó. Rồi, nó mỉa mai nhưng mà nó ngu như con bò vậy. Cái thằng nào tao không biết, già trẻ bé lớn tao không biết, tao không có chửi rồi. Có nghĩa là ý thằng Bằng nó nói có nghĩa là vậy, không có kẻ thù, không có nghĩa là quên. Mày hiểu tao nói không? Không có thể quên, có nghĩa là cứ để đó. Bởi vì chúng ta đang vực dậy cái nền kinh tế của đất nước, chúng ta bỏ qua, tạm gác lại, nhưng mà không quên, để đó. Chúng ta là lo đi làm ăn, đi kiếm tiền, hoặc là lo cho đời sống nhân dân ở trong nước, hoặc là tất cả những cái nước để cho đất nước đi lên. Chính vì cái chỗ bỏ không phải là quên, nhớ hoài, nhưng mà bỏ qua để chúng ta làm ăn. Bởi vậy cho nên ngày hôm nay đất nước Việt Nam mới được như vậy. Còn bây giờ nếu hận thù, chém giết nhau hoài thì đất nước mà không ban giao được, không làm ăn được, không mở mang kinh tế được thì lấy gì đâu sống. Người ta nói hoài đó mới là giữa người chỉ gây ra tàu ác chiến tranh trên thế giới, hoặc là ở nước Mỹ, hoặc ở Việt Nam, Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Tàu, dân dân Việt Nam không bao giờ quên. Nó kỹ một cái điều đó, không bao giờ quên, nhưng mà vẫn bắt tay trước mặt mình làm ăn. Nhưng mà lúc nào cũng có nghĩa là phải thủ, là phải thủ thân, là phải có một cái gì đó mà gặp ra là gườm, hoặc là phải nghi ngờ. Nói chung là không có thể, tôi không bao giờ tin anh, nhưng ngoài mặt tôi vẫn chơi với anh, là bởi vì cái đồng tiền để mình vững nền kinh tế. Thế thôi, đơn giản vậy thôi, cần gì đâu phải giải thích chi nó mệt. Còn thằng đó nó hỏi cái câu đó chính là nó đã ngu rồi. Em xin trích lời anh Cầm như này. Tư bạn hỏi nếu biết không có kẻ thù nào là vĩ nhân, vậy thì tại sao phải gây ra chiến tranh thưa anh? Tôi nói với tất cả các bạn, tôi đã nói rồi là đất nước Việt Nam gây ra chiến tranh ở đâu, đúng không? Tôi chỉ cần nói đất nước Việt Nam là cái cuộc, những cuộc chiến tranh của Việt Nam là những cái cuộc chiến tranh mà đánh đuổi các kẻ thù ngoại bang xâm lược đất nước Việt Nam ra khỏi đất nước Việt Nam, để cho đất nước Việt Nam do những người Việt Nam làm chủ, những người Việt Nam quyết định cái sinh mệnh của cái đất nước Việt Nam, không có thằng Tây. Để tao trả, để nó chạy qua, tao trả lời mày này chút xíu, chờ chút. Có thằng nào tên là Tiến Mạnh nè, hỏi chú Cầm. Việt Nam đâu có gây ra chiến tranh kia, đúng không? À, để tao trả lời Tiến Mạnh một câu nè, hỏi nè, hỏi chú Cầm sao không tranh quyền lợi cho ở nước Mỹ mà đi chọc máy về Việt Nam hoài vậy? Tao nói mày nghe nè, tao từng lên là tao nói là người Việt hoặc là tất cả mọi người khác nên ở một cái đất sở tại nào đó là phải biết mình đang đứng ở vị trí nào. Đối với tao, nước Mỹ là một cái nơi quê hương thứ hai và nơi ăn nhờ ở tạm. Là bởi vì sao? Tao là con người châu Á mà người Việt Nam không phải là dân Mỹ, thành ra tất cả những chuyện gì của Mỹ thì nên bị để Mỹ nó lo. Chỉ có mấy cái thằng khùng hôm trước, có nghĩa là mấy cái thằng khùng mà không phải chuyện của nó, mà nó tưởng đâu là nó người Mỹ, cho nên vì đó cái hậu quả bây giờ đủ nó quýnh chặt báo mấy thằng châu Á. Mày hiểu tao nói chưa? Thằng Tiến Mạnh, tao không khe, tao không cần phải lo chuyện Mỹ, bởi vì cái đất nước này của nó lo đủ hết. Mày hiểu tao nói không? Đủ chưa? Rồi mày nói tiếp đi, có gì nữa không? Ngâm, thì em nói tiếp cái vấn đề vừa nãy em nói. Tôi nói các bạn, Việt Nam có gây ra chiến tranh không? Đúng không? Bây giờ tôi đã từng nói tất cả các cuộc chiến tranh mà ví dụ đất nước Việt Nam coi như là đều là chống lại những cái kẻ thù xâm lược đất nước Việt Nam để giành lại độc lập tự do cho đất nước Việt Nam thôi. Ngay cái thời kỳ bây giờ ví dụ như bọn Pháp, rồi sau đó bọn Mỹ, đấy, rồi bọn Pol Pot. Rồi là bọn Trung Quốc chẳng hạn, đúng không? Đó là cái cuộc chiến tranh mà đất nước Việt Nam là bắt buộc để đánh đuổi những cái kẻ thù xâm lược đất nước Việt Nam ra khỏi đất nước Việt Nam. Chứ Việt Nam bây giờ bạn nói câu là gây ra chiến tranh, tôi nói bạn là Việt Nam không gây ra chuyện đâu, chiến tranh đất nước. Coi như Việt Nam lúc nào cũng muốn coi như hòa bình, độc lập để mà nhân dân được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhưng mà đất nước Việt Nam không chịu làm nô lệ cho bất kỳ một cái đất nước nào cả. Đấy, cho nên là nếu mà có bạn Ban Vũ ở đây, bạn hiểu không? Cắt lời mày một chút để tao nói cái này nó sai, nó là ngoài lề chút xíu nhưng mà nó cũng lộ ra cái bản chất của người Việt. Để tao nói cho mày nghe,
Có những người YouTuber ở nước Mỹ nhưng mà là người Việt. Nó có một cái điều này mà hầu như đó, tao đáng lẽ tao không có chấp nhận được, nhưng mà đó là tao nói tao bị hiểu. Anh ăn anh nhờ ở đậu ở trong một cái đất nước Hoa Kỳ, muốn hay là không muốn, cái người thượng nghị sĩ hoặc là người phó tổng thống hoặc là người tổng thống, anh tôn trọng. Anh tôn trọng có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh có quyền bất đồng chính kiến, anh có quyền phản bác, nhưng anh tin tôn trọng để mà anh gọi người ta bằng cái gì? Ở đây ta thấy giờ mới lướt sơ qua ta mới thấy đâu có một thằng nó gọi ông tổng thống Joe Biden là chú bảy, chú bảy. Còn cái bà phó, cái bò, cái bà ha, còn cái bà mà chủ tịch hạ viện là cái bà Nancy Pelosi thì nó kêu là bể lốp xe. Có nghĩa là họ nó vô lý và nó bất dạy đến mức độ là nó không hiểu được nó đang ở cái vị trí nào trong cái xã hội của nước Mỹ. Ở nước Mỹ là người Mỹ làm chủ, nên nhớ cho cái điều đó. Và bày tóc đen da vàng không phải, mày không phải là cái gì cả, mày hiểu rồi đó. Và ở đây cái lên nói những cái giọng nó kiểu như là thuộc cái dạng mình gọi là cái gì ta, mà mất dạy, sức sược và hỗn láo, mặc dù ghét. Giống như ông Trump vừa thất cử đó, ai cũng biết ông là thất cử, nhưng mà đâu có ai nói bây giờ kia, bây giờ thằng này thằng kia đâu. Nhưng mà người ta một là ngài, hay là ông cựu tổng thống, thí dụ là vậy. Ồ, toàn tụi này toàn YouTuber bây giờ là nó vui lắm, có nghĩa là nó lộ là một cái bản chất hù đi, nó không hiểu văn hóa là cái gì cả, nó không biết viết chữ là văn hóa cả. Pelosi, bà Nancy Pelosi thì nó kêu là bà bể lốp xe, còn cái ông tổng thống nó kêu bằng thầy ký, mà tiền thì nó ông cho thì nó lấy, nó quá đảng rồi đó. Thì là bởi tao nói thiệt mà, cái dân Việt, để tao nói như vậy đi, thì tao khẳng định là cái người Việt đến nước Mỹ là đa số là cái thứ không ra gì. Mày thấy rõ ràng khi người Việt bị tấn công, cái ông cựu quân nhân gì đó, ông cựu trung tá mà đi HO 17 năm rồi xong về bị quýnh vỡ mồm mà chảy máu lưng người ra, không có một người Việt nào lên tiếng. Cái cộng đồng người Việt từ lớn chí nhỏ, từ chủ tịch cộng đồng cho tới nghị viên gốc Việt, nói chung tất tần tật, thậm chí biểu tình cũng trốn luôn. Mình thấy nó hèn hạ mà nó nhục nhã bên kia, trong khi đó các chủng tộc khác như Hồng Kông ấy gì đó, người Trung Quốc là người Nam Hàn, người nói chung là tất tần tật đều đi là bông gì cho người châu Á, tôi đi hết Philippines rồi, trong khi đó Việt Nam kiếm người không ra, nó hèn đến mức độ vậy mà nó trở mở vậy ra đủ đấy, nó không có lo đó. Người Việt của nó đồng hương, của nó tình huynh đệ chi binh, con cái đó đó nè, đồng hương luôn, ở một nơi luôn, mà nó lại giặt dùi con thằng không cho. Thậm chí cái thằng Đỗ Dũng nó lên người quen, bây giờ mấy ông nó đâu, nghị viên đâu, chủ tịch cộng đồng đâu, nó hỏi thằng Thanh Quỳnh đâu, đi ra ngoài kia để mà đi phụ hội ta đi, mà thấy nó hèn đến độ gì không. Thành ra lời nói tụi nó không có giá trị, nó vô giá trị mà nó không có cái gì qua là giá trị cả. Đừng ông ống sủa về Việt Nam tụi bay, bởi vì tụi bay thứ nhất là tụi bay không có kiến thức, thứ hai tụi bay không có kiểu hiểu lực. Thậm chí bây giờ kêu làm cái tờ đơn nó gửi lên cái chỗ ủy ban phường nó chưa chắc là làm được, không biết viết đơn như thế nào, đừng nói chi. Bây giờ Ok này, thôi anh, vâng, em nói cầm vừa nãy có một bạn hỏi, nhưng mà thôi em trả, không phải là em trả lời cho anh, mà em trả lời cho anh nói riêng và cho mọi mọi người mà hiện nay, một số người hiện nay sống ở bên Mỹ. Bạn bảo nguyên nhân tại sao bắt cầm hiện nay là phải sống ở bên Mỹ vậy bạn? Tôi nói với tất cả bạn này, sau năm 1975, đất, ví dụ có khả năng bạn các bạn hỏi câu đó là bạn còn rất trẻ, nhưng mà tôi nói là cuộc sống của nhân dân ta vô cùng khó khăn, vô cùng khổ sở, cho nên là ví dụ việc bắt cầm đấy, ví dụ bắt đi theo cái diện mà ví dụ là gia đình là bảo lãnh bảo biết tất cả các thứ, thì tôi nói các bạn là ai muốn đi thôi, đúng không? Các bạn sống khổ sở, mẹ ở Việt Nam có khả năng là các bạn mẹ sống rất là khổ, thì các bạn sang đấy có một cuộc sống tốt hơn, đúng không? Nước chảy về chỗ trũng thì ai cũng muốn đi cả thôi. Tôi nói bạn thế, hoặc là một số các anh các chị, ví dụ bây giờ tôi nói các bạn vượt biên, đúng không? Thì các bạn cũng sang đấy là hầu như 100% là về cái lý do kinh tế đấy. Cho nên là một số người nó bảo là ví dụ cái bọn sống cộng cực đoan sang bên đấy vượt biên sang đó, bảo là tôi coi như không ở được chế độ cộng sản. Tôi nói các ông đừng có nói phép, các ông mẹ coi như đừng có dối lòng mình làm gì cả. Những người dân Việt Nam chúng tôi hiện nay tôi thông cảm về những chuyện đó, đúng không? Vì các bạn đói quá đầu gối phải bỏ thôi, đúng không? Sang một cái đất nước Mỹ nó giàu có các thứ như thế, ít nhất các bạn
không bị đói, các bạn được ăn no ngày ba bữa. Tuy nhiên các bạn làm việc cũng có khả năng vất vả, nhưng các bạn lại hơn gấp trăm gấp ngàn lần ở Việt Nam cái thời gian bây giờ. Cho nên là ví dụ như bạn đừng có hỏi là ơi tại sao có như là anh phải qua Mỹ hồi thời gian đó. Tôi nói các bạn nhé, đấy tôi trả lời cho riêng anh Cầm và một số những người mà hiện nay đúng ra thì cái này cái câu này ta cũng không trả lời. Lý do tại sao cái câu này ta đã họ trả lời rất là nhiều lần ở trên không gian mạng này, mà tại vì mẹ nó không có theo dõi nên không hiểu. Tất cả mọi người trên đi đôi đất Mỹ này, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi cánh, không có ai giống ai cả. Nhưng mà dứt khoát là tao từ xưa tao không có đi vượt biên. Thực tế kể cả ví dụ anh cầm, bởi vì mình không thể nào mình cứ việc mình nhai một cái chủ đề mà nói hoài mà đó, tao không cần giải thích đó. Chỉ là bạn muốn tìm hiểu thêm lên coi những cái clip nào mà có mặt tao rồi tao sẽ giải thích rồi, không cần phải trả lời nữa. Là bởi vì chỉ có một cái câu nói mà không lẽ suốt đời mình trả lời hoài, cũng giống như thằng Thanh Quỳnh này đó, nó cứ nói nó phản đối cái sai, mà cái sai cái gì, lấy cái gì sai mà dẫn chứng cụ thể tao coi, không trả lời được, khó vậy đó, mệt lắm. Tụi này là không có trả lời lên chi thì tao nói cho mày nghe, có một cái đoạn review clip hôm qua tao mới coi rất là hay, tôi tính giữ lại mà nó trôi nó mất tiêu. Tất nhiên là cái ông này là luật sư Trịnh Quốc Thiên mới nói về vấn đề coi như là gì đó, thì vụ mà 33 người trả về bên Việt Nam, thì có một đoạn ông nói về chính phủ Mỹ không chấp nhận cái chuyện mà gom kiểu như tị nạn chính trị. Từ hồi xưa cái tị nạn chính trị là tự đặt ra chứ không có, chính phủ Mỹ không có cái từ đó. Đó là luật sư luật sư Mỹ nó nói rõ ràng. Thôi thì mệt quá, thôi được rồi, tao xuống đi, rồi có gì mà ai mà ấy lên thì tao mới lên được, chứ còn cái chuyện đó tao đáng lẽ tao không có lên. Nhưng mà tại cái thằng Thanh Quỳnh này nó ngáo mà, thì nó không hiểu, không biết gì cả. Để tao nói về hồi nãy cái nội dung của tao nói chuyện là nó không hiểu về pháp lý, kiến thức không có nè, rồi nó không hiểu nó đang ở đâu, ở vị trí nào ở trong xã hội Việt Nam và ở vị trí nào trong xã hội của Mỹ. Ngay bây giờ ở nước Mỹ mà mặt mày dồn cái ghê mày, gian ơi lĩnh gian, tao dồn tao cái ghê quá, mặt béo méo thì sao tao không hiểu được, mà dồn vô theo mối cảm tình mày thế nào cũng bị vợ bỏ, tao mà vợ còn bỏ đừng nói nó. Ok bye. Ok rồi. Cảm ơn anh Cầm.